Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Quyết định về quyền nuôi dưỡng con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được tiết lộ. Những thông tin về con trai Triệu Lệ Dĩnh được công chúng chú ý hơn sau khi hai vợ chồng tuyên bố ly hôn. Truyền thông Hoa ngữ ngày 1 tháng 5 dẫn nguồn tin của bài đăng trên mạng xã hội mới liên quan đến quyết định nuôi dưỡng con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Cụ thể, vào ngày 30 tháng 4 vừa qua, có một nguồn tin tiết lộ rằng con trai Triệu Lệ Dĩnh thực tế từ trước tới nay đều do cô nuôi dưỡng, hoàn toàn không có chuyện nữ diễn viên để cho bố mẹ chồng chăm sóc con trai mình. Về phần Phùng Thiệu Phong, nam tài tử thường đón con trai về chơi và chăm sóc mọi khi mình không có lịch quay phim. Tin tức được đăng tải trên trang Baijia House. Nguồn tin tiết lộ việc con trai là do Triệu Lệ Dĩnh nuôi dưỡng. Đặc biệt, cũng có nguồn tin cho hay, kể từ khi chào đời cậu nhóc đều được cha mẹ Triệu Lệ Dĩnh nuôi dưỡng. Nguyên nhân là do cha mẹ Phùng Thiệu Phong đều đã ngoài 70 tuổi, nên không có đủ sức khỏe để chăm sóc cho đứa nhỏ. Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin cho rằng hai vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã vốn ly hôn từ năm 2019, sau khi con trai chào đời chỉ vài tháng. Nguyên nhân là vì Phùng Thiệu Phong phát hiện ra cậu bé không phải con trai ruột của mình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.